chưa? Trời ơi. Gì vậy trời? Ui. Trời ơi. Trời ơi con chuột kêu hắn. Đúng rồi. Trời ơi. Quá cứ con chuột rồi. Trời ơi con này bạn ơi. Đúng rồi. Trời ơi, nó hiền á. Học tay nữa. Ủa. Trời ơi. Con nó đang ôm các bạn ơi con này. Gì chưa nổi cái này bự cả. Cái này một trời ơi hơn 1 kg các bạn ơi. Này nếu mấy là hơn 1 kg á. Được vô mà nó. Không cái con chuột nhỏ hơn này là một cả ký vậy đó. Cái rộng này rộng đại, cái gặp đại các bạn ơi cái này. Phải ba con mấy luôn. Trời ơi con. Có chết con chuột. Thôi nó sang nó đi ạ. À. Đi để. Trời ơi. Trời nó sợ gì á? Nhầm hả? Vũ gì vậy? Đâu, đâu coi. Còn đâu chứ? Được, con cỏ. Ở vô con cỏ các bạn ơi. Ở đây ngõ à. Ủa sao nó vô được trời? Đặt thức ăn hả? Ừ, nó vô nó kiếm ăn. Giờ mới gặp à. Kiếm trò. Nghe lạ nha. Mới đặt trời. Trời ơi, đặt em về luôn. Ngộ thiệt. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Trong buổi chiều hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo nhóm để chúng ta đi đặt gặp chuột các bạn ơi. Đây, thành phần quen thuộc chúng ta đây đã đến địa điểm rồi nè. Anh Đúng An, rồi bạn Trung nè. Hôm nay thì cánh đồng này lúa mới vừa cắt các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nè. Gơm gạ gì còn đầy đủ nè. Bên kia thì cũng mới cắt xong các bạn. Ở đây cũng phát hiện một số cái dân địa phương này người ta cũng có đặt rồi các bạn ơi. Cũng đi đặt cái cánh bên đây nè. Chúng ta đặt cánh ngược lại. Xung quanh đây thì lúa đã cắt hết rồi. Cho nên thì rất là thích hợp để chúng ta đi đặt gặp bẫy chuột các bạn. Tới một lúa rồi cho nên là cũng tranh thủ nhóm ra nhiều clip đi bẫy chuột các bạn ơi. Làm theo mùa. Qua mùa kia thì chúng ta sẽ làm cá nhiều hơn. Đừng có cọc cù nha. Ai đi mà đụng đối thủ, đụng đồng đội mình. Đây đụng hàng các bạn. Đụng đồng nghiệp. Đồng nghiệp cũng đang đặt phía bên kia các bạn ơi. Chúng ta đặt hướng bên đây. Lúa mới cắt cho nên là ai cũng tranh thủ hết. Lúa mới cắt mà chưa có đốt đồng nữa các bạn. Gom này đã gãi ra xong rồi nè. Chuẩn bị người ta đốt. Các bạn thấy cái ụ gơm bên kia không? Người ta sẽ, sau khi cắt xong người ta sẽ quấn thành cuộn các bạn. Để người ta chở về nhà các bạn ơi. Này gơm đó người ta để làm gì ta? Gãy. Hả? Cầm gãy. Cầm gãy hả? Mấy cái ụ lớn nè. Ụ đặt trên đây nè. Nó thành cuộn các bạn. Mong rằng là bữa nay là trúng bánh bữa các bạn ơi. Ổng rài đi thì nhiều khu vực rồi. Tưởng đâu là có nhiều nhưng mà rốt cuộc thì hình như là có người đặt trước hết rồi. Chiến nào cũng thất hết. Hôm nay thì thấy khu vực này cũng ngon đây, không biết sao đây. Mà gặp đồng nghiệp nữa. Đụng độ. Rồi bạn Trung đang di chuyển qua khu vực phía bên kia các bạn ơi. Bên kia nó khu vực kia thì người ta chưa đặt, bên đây thì phát hiện nhiều cái gặp đã đặt rồi hết các bạn. Đây nó cũng mới cắt, người ta cũng mới vừa phủ gom lên ruộng này các bạn ơi. Chưa đốt.
di chuyển bên đây hơi xa các bạn ơi, đừng đi xa quá. Phát hiện nhiều cái hang quá bóng các bạn ơi, chúng ta đặt chỗ cơm trước rồi. Còn số gặp phóng nhâm chút xíu chúng ta sẽ qua cái bờ cỏ bên kia. Đặt nhỏ không thấy hết hả? Bờ cỏ đó là sẽ có chục công nhâm các bạn. Trời ơi, nó sót hết. Phát hiện đồng nghiệp bên kia là đặt là rất chuyên nghiệp các bạn. Cái nào cũng có cái cờ cắm hết. À, cơm gạo mình. Ở đây dân bán chiên cho nên này. Thường đặt cái thường bị mất lắm các bạn. Mua mà cứ gơi gớt hoài. Đặt công nhâm mà mình để cờ cũng nguy hiểm. Dự kiến thì chúng ta sẽ đặt cái này xong là trời cũng tối các bạn. Tối chúng ta sẽ đi gỡ 7 lần 1. Sáng chúng ta sẽ gỡ lần 2 các bạn ơi. Thời gian giờ cũng 6 giờ, 6 giờ mấy rồi. Trời cũng sắp tối. Bên đây người ta trồng mướp và hú hoa gì quá trời các bạn ơi nè. Dần dây dần cây rồi quá thứ. Đường đi quá trời các bạn ơi. Khu vực này không đặt nãy giờ là nhóc luôn ạ. Chút xíu chúng ta sẽ qua cái gò lớn chúng ta đặt gặp con nhâm các bạn ơi. Giờ xử cho xong các cái gặp chuột cơm này trước. Chưa có đặt. Chưa đặt ha. Rồi trời cũng sắp tối các bạn ơi. Anh em cũng đặt cũng sắp xong rồi. Hẹn quý vị chúng ta sẽ đi thăm lần một tầm khoảng 8-9 giờ tối các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ đã 9 giờ đêm rồi các bạn. Chúng ta sẽ cùng đi gỡ 7 đêm các bạn ơi. Gỡ 7 lần 1. Đây, chiều tối nay thì có thêm bạn bạn Linh các bạn ơi. Chào cả nhà. Bạn Linh đi theo để cùng nhóm chúng ta. Không, cũng đi mấy số clip này thấy ngon quá, bên này tiếp tục theo nhóm các bạn ơi. Đi viện. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái bờ bên chuột cơm trước các bạn. Chút xíu chúng ta đảo lại cái chỗ bờ công nhâm sau. Chuột cơm thì ở dưới cái các cái ruộng lúa các bạn. Chiều có đạt không nào? Lúa mới cắt ngon quá mà sao nãy giờ 3-4 cái không có các bạn ơi. Chắc luôn hả? Kỳ ta. Chết luôn. Chết luôn. Từ từ, từ từ. Gì? Chết luôn. Trời ơi, chút nữa lậu gạt gạt rồi. Rồi bộ không đeo quá trời đấy. Chắc lúa mũi quá các bạn ơi. À. Hết hồng á. Chết nhiều quá các bạn ơi. Kỳ ta. Gặp luôn. Rồi. Gặp dính rồi. Gặp là gì vậy? Chưa, còn bên cái cụm bên kia nữa. Bên nào? Bên đó hả? Ừ. Thổi đi, bên đó 4 cái thôi đi. Như cái bự. Cái bự nó qua bánh nó coi sao? Thổi đi. Thổi đi, mà có chút mình tính nổi cho gì. Làm biết mình đã chụp. Đi nguyên cái bờ mẫu mà không có các bạn ơi. Đây con tôi kìa. Dạ. Con. Con chuột chạy ngoài mà không thấy vô gặp rồi. Thấy không? Đây là tôi đang chụp. Đây là tôi đang chụp.
Chùa con hả? Ừ, đang ót luôn đi. Ừ. Mới chạy ra khỏi chạy vô hang rồi. Mới chạy vô hang. Đồng banh luôn đặt thôi. Ô, có vẻ ngon. Đi gặp toàn là chuột chạy ngoài không các bạn ơi. Nhiều quá đi đường này đâu đặt. Đặt gặp mà nó không vô, mà nó vô nó đi ở ngoài không chết. Mà chiều mình có đặt khu này số cá phải không? Chuột chạy ngoài không các bạn ơi. Khôn quá. Chuột này khôn quá chứ. Hy vọng cái cụm đặt cống ngâm rắn thôi chứ chuột cơm thấy không im các bạn ơi. Cái đầu nó cái 30 rồi. Rồi, đặt chỗ khác. Mà. Con cái à. Nhầm con cái hả? Gỡ đi khu vực kia đi. Vực này không em à. Đây nè. Gọi luôn đi, đặt rồi. Khu này chiều thấy đồng nghiệp đặt rồi các bạn ơi. Có lẽ là đặt hết. Đừng cỡ này nè. Ừ, ngay gốc cây nữa chứ. Không chạy. Này. Hết chưa? Rồi chúng ta lại cái khu đặt cống nhâm hồi chiều các bạn ơi. Khu này chuột cơm tạm như có đồng nghiệp đặt trước hay gì đó. Đi một đoạn không có gì hết. Đặt trên đồng thì không chạy mà nó chạy dưới mương không có chết nha. Đồng lúa mới cắt nữa. Con đường láng không để gặp. Đường đó có láng là để gặp xuống là lụm á. Nó đi cặp cặp đó. Nó đi nhiều nó mới đạp ừ. Phát hiện chuột chạy vô đó các bạn ơi. Vừa dí nó. Đặt luôn. Lỡ rồi. Đặt ruộng không có xuống bờ mẫu rồi, xuống bờ đây nước này, rồi. Bên đây cái bóng lửng đường bóng lửng. Đường bóng lửng đây, đây là. Còn cái đường nè. Đấy chạy đây. Chạy vô hang nữa, cái hang cái đụng nữa nè. Bên mé bản này có đường không? Tối nay đi chủ yếu thăm có hay không chúng ta dời điểm các bạn ơi. Điểm nào không có chúng ta dời điểm khác. Xích xích lên trên chung. Đặt một mình đặt. Bên đó đó. Rồi còn ngách không? Có, không có. Ngách này lấy cái đựa gặp con bố rồi. Gặp bự lắm. Cái gì? Gặp bự lắm, đúng gặp bự đó. Nhập nhỏ nè. Đâu? Đi đó, đi thấy cái nào em đặt hết đi. Chỗ nào không mấy thì thay. Rồi chúng ta lại cái khu đặt chuột cống nhâm các bạn ơi. Gì vậy? Chuột chạy cái gì? Đây cái mé nước các bạn. Trên đây là cái bờ bờ lớn cống nhâm. Ở gì vậy? Ở cái chỗ kia hả? Đảo này kìa. Cống nhâm vậy? Cống nhâm rồi. Cống nhâm vô trong rồi. Rồi vô bọng rồi, vô bọng rồi. Không có vô bọng. Chưa vô bọng. Vô bọng bự trên kìa. Nè, chẳng lại đó thăm bẫy luôn đi. Có bẫy đó đó. Chị không dính trời. Rồi lại thăm bẫy luôn. Chuột kìa mà hết hồn tao luôn. Trời ơi sao. Gì hả? Cống nhâm hả? Cống nhâm hả? Cống nhâm hả? Vô gì vậy? Đâu, đâu coi. Còn đâu rồi chứ? Được, còn đó. Ở vô con cọ các bạn ơi. Ở này ngộ à. Ủa sao nó vô được trời? Đặt thức ăn hả? Ờ nó vô nó kiếm ăn. Giờ quá gặp nè. Kiếm được liệt, kiếm trò. Hay lạ nha. Nó đặt trời. Trời ơi. Em về luôn. Ngộ đi. Kiếm trò lại xui chứ. Bắt ra bỏ rộng luôn. Bỏ rộng luôn đi. Ờ rộng ơi, để chuột chứ không được. Nè bỏ vô nhỏ nè. Ừ. Cái buộc lấy dây buộc lại bỏ nè. Ừ. Ờ vô con cò các bạn. Rượu rạn ăn không? Vô cậy mà. Vô ra buộc. Đi gom buộc rồi. Cỏ buộc ăn á. Rồi chúng ta lên cái gò cống nhâm các bạn ơi. Hy vọng lưỡi gò này thôi. Rồi này chiều là quá trời hang luôn.
phải không? Chết luôn. Chết hả? Chết luôn. Trời ơi. Dưới này có không? Không có luôn. Chết mấy cái các bạn. Ôi thằng này chết luôn rồi nè. Chắc giờ này nó chưa đi thôi, cái đường này quá trời luôn. Lấy khổng lồ con. Ê, con gì chạy đây hả? Dạ. Chị chạy nè. Rồi. Chuột. Thấy không? Chuột con. Đó đó. Đây con có gặp hai tại. Rồi chuyện đạp. Đây nè. Rồi đi luôn. Rồi chết nhiều quá các bạn. Chết rồi, giờ điểm luôn đi. Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Ui. Trời ơi. Trời ơi, con chuột kìa bạn. Trời ơi. Quá cứ con chuột rồi. Trời ơi, con này bạn ơi. Trời ơi, nó hiền á. Học tay nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nó đang ôm các bạn ơi con nè. Chưa nổi cái này cả. Cái này hơn 1 kg các bạn ơi. Này nếu mấy là hơn 1 kg á. Vô mà không cái con chuột đó hơn này là một cả ký vậy đó. Cái rộng này rộng đại, cái gặp đại các bạn ơi cái này. Gặp này ba con mấy luôn. Rồi được. Rồi sang nó đi ạ. À. Đi. Trời ơi. Đó, mình chơi con còi với con chuột nè. Quá khứ rồi. Còn nữa đó. Đặt chiếc cơm đây là đặt cua rồi. Gì gì? Lứa. Công nhâm hả? Lứa. Ồ, công nhâm lứa nè các bạn ơi. Có. Ok, ok. Ngon lành, ngon lành. Có lý à, có lý. Khu này tưởng không có mà. Ngon các bạn ơi. Nãy vô mấy cái không có, tưởng đâu. Ấy rồi giờ. Lại khúc này ngon quá. Một em lứa nữa. Nãy là em khổng lồ rồi. Quá ngon, quá ngon. Có niềm tin là đó. Rồi, có mùi sưng lại. Nãy giờ đi gặp chuột cơm mà không có vô cái con nào hết trơn các bạn. Ở đây con nè. Gì? Ú. Ú, thua kìa. Ú, ngon, ngon. Lứa nữa, lứa bự thôi. lứa bự các bạn ơi. Ô, ngon lành, ngon lành. Rồi, rồi ngon, ngon. Đổ đổ rộng đây con nhỏ, đổ rộng đang đặt lại nhé. Ừ. Rồi đem về đi. Đem về luôn đi, đặt lại hết chạy rồi. Để lại đi. Đem về đây ngồi lên luôn. Quá khứ rồi. Quá khứ rồi. Cặp luôn đó, cái này là cặp của nó có. Anh em hay gì á. Anh em. Con bướu rồi nè. Con đèn nhiều lắm. Đặt gần hang này nó không dính. Ồ, cái này cái đùng bự quá không có hả? Đùng rất đùng, cái ngách bên kia đó. Ừ, quá trời cái đùng các bạn ơi nè. Đụng như cái thúng dạ luôn. À, không ra. Còn cái nào không? Khu này chiều đặt nhiều lắm à. Đặt gần 30 cái đặt muốn hết. Gì? Con dính hả? Ba cái ba dây gì sao sao. Ừ. Ở đằng kia không à. Không. Không luôn hả? Chết luôn các bạn. Đời con này nó ngon dữ, nó dính trời. Ngon quá trời ngon luôn. Rồi xuống đây. Đây có đặt không?
đây nè, dính không? Rồi chúng ta lại bờ này các bạn ơi, chiều đặt cái bờ này cũng nhiều nè. Bờ này chiều bưng ra đi. Còn một chút. Ở đó đó. Gì? Chạy ngoài gì? Ôi. Mới nghe chưa đó. Đây đây con nữa nè. Gì? Dính hả? Dính đâu dính chạy á. Ồ, tưởng nó dính. Coi trên đó có rồi. Ồ. Lại có mấy con nữa, con đó thôi ta. Hàng dữ lắm mà. Ồ, lòn trong đế luôn các bạn ơi. Quá trời. Đế nó dày. Đỏ nè. Đi không thấy đường đi luôn. Rồi đây các bạn ơi. Cũng hên nhờ cái bờ kìa. Bờ đế này chứ thôi chục cơm không có không, không. Toàn là cống nhum các bạn không, không. Ba con cống nhum không nhờ bờ đế này là đi luôn rồi, rồi con cò đó cống nhum nó bự các bạn ơi cái nè để tay về căng nữa cống nhum cắm này chồng chiếu về căng cho quý vị xem nè coi nó khoảng bao nhiêu quá trời nó bự rồi cống nhum này tôi không dám sang rộng luôn á quá trời nó bự rồi cái đâu có vô con cò nằm chỗ heo thứ gì chịu nổi cống nhum ừ. Rồi, hết hồn nó bự mà rồi, nhà căng nữa. Không rồi, dám sang vô luôn đó các bạn ơi. Không biết sáng nay sao chứ giờ thấy ổn rồi đó. Ngon ngon. Rồi hẹn quý vị hết muốn hết rồi mọi người ơi. À, sáng hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm đợt 2 các bạn ơi. Mình đi đặt sao người ta mình chịu lỗ. Móc được nào. Ừ. Đặt dưới ruộng rồi thua rồi. Đặt nó chạy đặt cống nhum là ngon hơn. Mới thấy thì cục mà dính cò luôn đó các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ đã 5:30 các bạn. Chúng ta trở vào địa điểm mà chúng ta gỡ bẫy lần hai các bạn ơi. Đây chính thức chúng ta di chuyển vào địa điểm các bạn ơi. Đây bạn Trung đang chạy trước đây. Rồi chúng ta tới địa điểm các bạn ơi. À, chúng ta sẽ đi thăm các cái bẫy chuột cơm trước các bạn ơi. Thăm mà chúng ta sẽ gỡ bẫy về luôn các bạn. Dạ. Chuột. Chuột chạy hả? Bự. Hôm hôm mà chúng ta đi thăm các bãi chuột cơm mà không dính con nào các bạn ơi. Mong rằng là sáng nay là sẽ có chạy các bạn. Vậy? Khổng lồ. Ừ. Chuột đầu tiên. Chuột lứa nhỏ xíu các bạn ơi. Ừ. Chuột chết. Chuột cơm đây đồng đây mới cắt lúa mà. Làm như có người đặt trước các bạn ơi. Ít quá này chứ. Đâu không có đâu. Chuột cũng có đó. Trời. Đặt về hầu. Ngộ thật chứ. Đó. Đặt trước. Lúa mới cắt, gom thì cũng chưa đốt nữa. Nhưng mà con trùng nó còn ở ngoài này nè. Đốt gom vậy, đốt gom đặt dính. Đốt gom đặt dính. Nhờ cái gọt cũng nhùm hôm. Chuột cơm mà thắt các bạn ơi. Đường này ta đặt hôm là đặt đây ngay đó dính. Rồi chúng ta đường sẽ đảo qua cái gọt cũng nhùm. Thử sáng nay còn không các bạn. Hôm thì cũng được 3-4 con. Ngon lành. Hên dính được con cò nữa chứ. Cò ma. Đâu mà tự nhiên đi ăn mà đi vô đó không biết. Không hiểu luôn. Rồi chúng ta qua cái gò cống nhum các bạn ơi.
hôm mà được mấy con nữa, sáng nay chúng ta xem coi còn không các bạn. Chết hả? Chết. Rồi. Mấy cái đầu tiên chết các bạn ơi. Ba cái. Chắc mấy có mấy con hôm quá. Đi luôn. Nghi nghi quá. Rồi. Có mấy con đó. Rồi chết nữa. Ôi sáng nay không hên nè. Chuột cơm không có mà qua cái vạc công nhân thì cũng không có luôn. Quá ngộ rồi. Không có luôn hả? Rồi. Vì lại có mấy con không các bạn ơi. Tưởng năm đợt này ngon lành mà sáng nay lại không ngon. Nhiều cái à. Rồi các bạn ơi, sáng nay là đi thăm bẫy lần 2, rốt cuộc là không có con nào các bạn ơi. Hôm hôm cũng được 3-4 con cũng nhâm vậy đó, với con cò. Sáng nay tính đảo lợi là ngon lành mà không êm à. Chắc có lẽ là clip xin được phép kết thúc tại đây quý vị ơi. Nếu quý vị yêu thích video này hãy cho nhóm một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì các thành viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip sau. Ôi chào cả nhà. Sáng nay thất nữa các bạn. Chào, yếu xìu luôn. Yếu xìu luôn.